Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Giao tranh với lực lượng thiện chiến của Ukraine, hàng trăm đến nghĩa vụ Nga tử trận trong 24 giờ qua, Nga tự tác vào mặt mình rồi la lặng. Các cuộc tấn công vô nghĩa của Nga ở Bakhmut đang vấp phải bức tường pháo binh Ukraine không quân Ukraine phát động 4 cuộc tấn công vào quân đội Nga. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. Giao tranh với lực lượng thiện chiến của du Ukraine, hàng trăm lính nghĩa vụ Nga tử trận trong 24 giờ qua. Nga tự tắt vào mặt mình rồi la làng. Quý khán thính giả của đồ Sài Gòn thân mến, trong bản báo cáo vào sáng thứ Năm ngày 24 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 410 sĩ quan Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với hai xe tăng, 5 xe thiết giáp và 5 hệ thống pháo. Tổn thức nặng nề nhất của quân Nga được ghi nhận tại làng Bakhmutske thuộc quận Bakhmut trong tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, cách trung tâm thành phố Donetsk khoảng 83,3 km về phía bắc đông bắc. Phát công nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tá Alexan Motuzianik cho biết khoảng 300 binh sĩ Nga đã tử trận, phần lớn là những người mới bị gọi nhập ngũ, Họ là những người có ít kinh nghiệm chiến đấu và được trang bị kém. Hai lữ đoàn dù thiện chiến của Nga được điều động từ Kherson sang vùng Donbass còn bị loại khỏi vòng chiến, huống hồ là các tân binh này. Họ chắc chắn không thể mang lại bất cứ chiến thắng nào. Họ chỉ đơn thuần là được sử dụng làm bia đỡ đạn để ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine. Tính chung, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 23 tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 85.410 quân xâm lược Nga

Cũng trong cuộc họp báo vào sáng ngày 24 tháng 11, an ninh quân đội Ukraine cũng cảnh báo về một âm mưu cờ giả của Nga và nguy cơ Nga sẽ tấn công vào Kharkov. Điện Kremlin dường như đang thiết lập các điều kiện thông tin cho một cuộc tấn công cờ giả ở vùng Belgorod của Nga nhằm giành lại sự ủng hộ của công chúng cho cuộc chiến ở Ukraine các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin đã bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng các lực lượng Ukraine tìm cách xâm lược vùng Belgorod và các nguồn tin khác của Nga lưu ý rằng các lực lượng Nga cần giành lại quyền kiểm soát Kubyaz và vùng Kharkov để giảm thiểu nguy cơ bị Ukraine tấn công. Những tuyên bố này từ lâu đã lan truyền trong cộng đồng các blogger quân sự và Điện Kremlin, vốn đã bị chỉ trích Bộ Chỉ huy Quân sự Nga vì đã từ bỏ các vị trí vùng đệm ở Vopchan ở phía đông bắc Kharkov và sau khi Nga rút quân khỏi khu vực này vào tháng 9. Các blogger Nga cũng đã tăng cường kêu gọi Nga giành lại các vùng lãnh thổ đã được giải phóng ở tỉnh Kharkov, nói rằng các biện pháp phủ đầu như vậy sẽ ngăn người du quan thực hiện các hoạt động tấn công theo hướng Kubians và Vobchansk. Thông đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov cũng công bố đoạn phim giới thiệu việc xây dựng các công sự phòng tuyến Zashetnia trên biên giới Ukraine và vùng Belgorod Chúng tôi xin mở ngoặt để giải thích thuật ngữ hoạt động cơ giả. Hoạt động cơ giả là một hành động được thực hiện với mục đích che giấu nguồn gốc thực sự của trách nhiệm và đổ lỗi cho một bên khác. Thuật ngữ cơ giả bắt nguồn từ thế kỷ 16 như một cách diễn đạt có nghĩa là sự xuyên tạc có chủ ý về lòng trung thành của một người nào đó. Tiếng Việt gọi là dèm pha. Thuật ngữ này sau đó đã trở nên nổi tiếng khi được sử dụng để mô tả một mưu mẹo trong chiến tranh hải quân, theo đó, một con tàu treo cờ của một quốc gia trung lập hoặc đối phương để che giấu danh tính thực sự của mình. Chiến thuật này ban đầu được sử dụng bởi những tên cướp biển để đánh lừa các tàu khác cho phép chúng tiến lại gần trước khi tấn công họ. Sau đó, nó được coi là một thực hành có thể chấp nhận được trong chiến tranh hải quân theo luật hàng hải quốc tế với điều kiện tàu tấn công phải trưng lá cờ thực sự của mình ngay sau khi một cuộc tấn công bắt đầu thuật ngữ hoạt động cờ giả ngày nay được mở rộng để bao gồm các quốc gia thực hiện các cuộc tấn công vào chính lãnh thổ của họ và làm cho các cuộc tấn công máy có vẻ như là do các quốc gia đối phương hoặc những kẻ khủng bố gây ra do đó tạo cho mình một cái cớ để đàn áp trong nước hoặc xâm lược quân sự nước ngoài tương tự hoạt động cờ giả cũng được dùng để chỉ các hoạt động lừa đảo được thực hiện trong thời bình bởi các cá nhân hoặc tổ chức phi chính phủ trong trường hợp này, thuật ngữ pháp lý phổ biến hơn là dàn dận, dàn cảnh, tạo hiện trường giả. Chuyển sang một bản tin khác. Các cuộc tấn công vô nghĩa của Nga ở Bakhmut đang vấp phải bức tường pháo binh dư Thưa quý vị, khi các lữ đoàn dư tiến hành các cuộc phản công kép ở miền Đông và miền Nam dư vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, hầu hết các trung đoàn nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tháo chạy tán loạn hoặc rút lui từ từ một cách khôn ngoan để họ bảo toàn lực lượng còn sót lại của họ có những ngoại lệ kỳ lạ vì những lý do bất chấp logic quân sự quân đội nga ở một số khu vực phía đông không chỉ ở yên tại chỗ mà còn tấn công những cuộc tấn công đơn lẻ này của nga chúng ta hãy gọi chúng là các cuộc phản công cho đến nay vẫn chưa mang lại lợi ích lãnh thổ có ý nghĩa nào cho người nga Tuy nhiên, các cuộc tấn công như thế đã dẫn đến thương vong nặng nề, đặc biệt là đối với phía Nga. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Người Ukraine đang chiến đấu bằng một hệ thống phòng thủ cơ động rất rất thành công. Chỉ một quân đoàn của quân đội Ukraine đang thực hiện hầu hết các vụ tấn công gây thương vong nặng nề cho quân Nga, đó là pháo binh, tại thị trấn phía đông Bakhmut, nơi các phần tử ly khai thân Nga và lính đánh thuê cho Nga từ tập đoàn Wagner đang tiến hành cuộc phản công có lẽ là lớn nhất trong các cuộc phản công biệt lập. Các lực lượng Nga và đồng minh đang bị một trong những đội pháo binh tốt nhất của Ukraine bắn phá hàng ngày, đó là lữ đoàn pháo binh số 40. Lữ đoàn này là một đội hình mới được thành lập. Quân đội Ukraine đã huy động quân để thành lập lữ đoàn pháo binh số 40 vào năm 2015 như một phần của đợt động viên rộng lớn hơn để đáp trả việc Nga chiếm đóng Crimea và cuộc tấn công sau đó vào khu vực Donbass phía đông Ukraine. Khi Nga mở rộng chiến tranh vào Ukraine vào tháng 2, lữ đoàn pháo binh 40 đang ở phía đông thành phố Kharkov, chỉ cách biên giới Nga 25 dặm. Vào thời điểm đó, lữ đoàn chỉ sở hữu các loại pháo cũ của Liên Xô, bao gồm pháo kéo 2A36 và 2A65 155 ly và súng chống tăng MT12 100 ly, sau tháng 2, lữ đoàn đã bổ sung thêm pháo kéo M777-155 ly do Mỹ sản xuất, được cho là có 21 chiếc cùng với máy bay không người lái 4 cánh quạt để trinh sát. M777 có thể bắn hạ Excalibur dẫn đường bằng GPS ở khoảng cách 25 dặm. Sự kết hợp giữa máy bay không người lái M777 và Excalibur là một sự kết hợp chết người. Quân đoàn 40 đã giúp bảo vệ khắc khớp trong suốt mùa hè và vào mùa thu, tham gia cuộc phản công ở phía đông. Vào tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao bằng khen cho lữ đoàn về sự can đảm và dũng cảm. Các xạ thủ của lữ đoàn pháo binh số 40 phối hợp với lính trinh sát, dân chúng chỉ điểm, xạ thủ và lính súng cối của lữ đoàn cơ giới số 53 đã ghi được một số đoạn ấn tượng vào quân ly khai và quân Wagner ở Bắc Mút khi một nhà máy không người lái của Ukraine theo dõi từ trên cao vào hoặc trước ngày thứ năm vừa qua, các khẩu súng của lữ đoàn đã nhắm vào các chiến binh Wagner đang thu mình trong một cái cống chạy bên trong một con đường trong hoặc xung quanh thị trấn đổ nát. Một cú đánh chính xác vào một bên cống đã nghiền nát một tiểu đoàn Wagner. Rõ ràng là cả hai bên đều đã mang theo những khẩu súng lớn của mình đến Bắc Mút, thị trấn và khu vực xung quanh trong nhiều tháng đã trung chuyển với những đợt pháo kích không ngừng. Một số ít người còn lại từ 71.000 dân số trước chiến tranh của thị trấn dành phần lớn thời gian của họ trong tầng hầm, hầm rượu và hầm tránh bơm để thoát khỏi cuộc bắn phá chết người. Quân đội Ukraine và Nga đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát bắt mút, không có lựa chọn nào khác là ở lại dưới lòng đất. Và ngay cả khi họ tìm kiếm chỗ ẩn nấp trong các chiến hào, bon ca và cống rảnh, các xạ thủ vẫn bám sát họ, bay những chiếc máy bay không người lái nhỏ qua nơi ẩn nấu của bộ binh, sau đó quay số báo cho các khẩu đại bác. Cả hai bên đang nhận được những cú pháo kích chết người, nhưng các xã thủ Ukraine đã ngăn cản khai và Wagner giành được nhiều đất nếu có. Ở khu vực lân cận bốt giao tranh vẫn đang ác liệt khi Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi Ukraine tiếp tục giữ vững phòng tuyến, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên vào tuần trước. Đối với Kiev, giữ giới hạn đó là đủ. Ở khắp mọi nơi, trừ Bắc Mút và một vài khu định cư nhỏ phía đông khác, quân đội Ukraine đang tiến lên. Trong khi đó, quân đội Nga đang bị giết với con số hàng trăm hoặc hàng nghìn người ném mình vào làng đạn của Ukraine ở những nơi không quan trọng lắm đối với nỗ lực chiến tranh tổng thể. Chuyển sang một bản tin khác. Không quân Ukraine phát động 4 cuộc tấn công vào quân đội Nga. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev vào sáng thứ Năm ngày 24 tháng 11, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tá Oleksandr Motyuzianik cho biết lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào quân đội Nga, đặc biệt là vào vị trí của hệ thống hỏa tiễn phòng không. Chiều ngày 23 tháng 11, quân chiếm đóng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước chúng ta. Theo thông tin sơ bộ, có tới 70 hỏa tiễn hành trình Kh-101 đã được phóng đi. 51 trong số đó đã bị lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ. Ông lưu ý rằng các tòa nhà dân cư, nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp điện ở thành phố Kiev, các vùng Kiev, Vinnytsia, Lviv và Zaporizhia đã bị ảnh hưởng. Thông tin về hậu quả đang được cập nhật. Vào đêm ngày 23 tháng 11, quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công hỏa tiễn vào khu vực Zaporizhia cũng như năm cuộc tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine. Trong lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của khu vực Luhansk, quân xâm lược Nga tiếp tục thực hiện tái định cư cưỡng bức những cư dân thân Ukraine. Trong ngày thứ Tư, lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 3 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương và một cuộc tấn công khác vào vị trí của hệ thống hỏa tiễn phòng không một kho đạn ở Luhansk phát nổ, khoảng 50 binh sĩ Nga thiệt mạng và con số tương tự bị thương. Một kho đạn khác ở Zaporizhia phát nổ khiến 15 binh sĩ Nga thiệt mạng và 20 người tương tự bị thương. Vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn.